Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, vào đêm mùng 4 dạng sáng mùng 5 tháng 6, trên địa bàn huyện Bát Sát có mưa to kèm rông lốc cục bộ khiến hai người nghi bị lũ cuốn trôi và thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo nhanh của huyện Bát Sát, Hai người bị lũ cuốn trôi là chị Lý Thị N, sinh năm 1994 và con trai là Lý Hoài N, sinh năm 2022, ở thôn km 0 xã Bản Vược, thấy mưa to đã đi kiểm tra ao cá, không may ao bị vỡ và bị nước cuốn trôi. Tại xã Quang Kim và Bản Qua, mưa lũ đã làm 3 ngôi nhà bị ngập nước, cánh đồng Hải Khê xã Bản Qua bị ngập khoảng 4 hecta tuyến đường 156B giáp xã Bản Vược bị ngập úng và hai tuyến đường liên thôn Vi Phái, Bản Pho bị sạt lở gây ách tắc giao thông ngay khi có thông tin huyện bát sát đã chỉ đạo các xã thị trấn huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai huy động máy móc giải phóng đất đá tại các vị trí sạt lở và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt huyện yêu cầu các xã thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai đảm bảo bốn tại chỗ